Lần đầu tiên sau hơn 3 thập kỷ, con người rốt cuộc đã nghiêm túc về việc thiết lập một bộ giao thức liên lạc với người ngoài hành tinh. Nếu sự sống ngoài trái đất gửi cho chúng ta một thông điệp, nhân loại sẽ trả lời như thế nào? Theo các nhà nghiên cứu, đây vẫn là một ẩn số, và đó chính là vấn đề. Lần đầu tiên sau 35 năm, một nhóm các chuyên gia chính sách và nhà khoa học đã cùng nhau thống nhất để thiết lập một bộ giao thức liên lạc với người ngoài hành tinh, nhằm đối phó với những trường hợp bất ngờ chạm trán với họ. Theo John Elliott, một nhà khoa học máy tính tại Đại học St Andrews, Scotland, nhóm nghiên cứu sẽ vượt ra ngoài suy nghĩ về tác động đối với nhân loại của một cuộc chạm trán với người ngoài hành tinh trong tương lai gần và bắt đầu tập trung vào cách ứng phó của chúng ta. Hiện tại, giao thức liên lạc với người ngoài hành tinh duy nhất của nhân loại được giới thiệu vào năm 1989 bởi Cộng đồng Viện Tìm Kiếm Trí Tuệ Ngoài Trái Đất, SETI. Tuy nhiên, giao thức này còn khá mơ hồ, đặc biệt là khi đề cập đến sự giao tiếp song phương. Theo các nhà khoa học, giao thức cũ chủ yếu tập trung vào tầm quan trọng của việc chia sẻ, khám phá với công chúng và cộng đồng khoa học về những phát hiện về nền văn minh ngoài hành tinh, và điều này là chưa đủ. Con người cũng đã nỗ lực gửi đi những tin nhắn từ hơn một thế kỷ trước, với hy vọng có thể tiếp xúc với những dạng sống tiềm năng. Với những nghiên cứu mới, các nhà khoa học cho biết họ sẽ quét tín hiệu đối với các tin nhắn được gửi từ các dạng sống ngoài hành tinh. Sau đó, họ sẽ phát triển một giao thức để từ đó có thể giải nghĩa và phản hồi lại các tín hiệu. Liệu chúng ta có bao giờ nhận được tin nhắn từ người ngoài hành tinh không? Elliott đưa ra giả định. Bất luận câu trả lời là gì, chúng ta rõ ràng là chưa chuẩn bị kỹ càng về cả mặt khoa học, lẫn mặt xã hội và chính trị cho một sự kiện có thể sẽ biến thành hiện thực ngay trong ngày mai. Tháng 6 năm 2021, Lầu Năm Góc đã công bố tài liệu về những lần nhìn thấy vật thể bay không xác định, UFO, hoặc hiện tượng hàng không không xác định, UAP. Theo đó, 144 hiện tượng được ghi nhận, chưa có bằng chứng kết luận chúng là dấu hiệu của sự sống ngoài trái đất. Tháng 5 năm 2022, Quốc hội Mỹ lần đầu tiên trong hơn 60 năm đã tổ chức một phiên điều trần công khai về UFO. Tuy nhiên khi ấy, nhiều chuyên gia nghiên cứu UFO, nhà khoa học cũng nhận định các video chỉ ghi lại vật thể thông thường như khinh khí cầu thời tiết, drone dân dụng. Bất chấp lời giải thích, các thuyết âm mưu vẫn xuất hiện rộng rãi, một phần do có quá nhiều hiện tượng siêu nhiên vẫn chưa thể được lý giải. Một số người thậm chí cho rằng chính phủ Mỹ vẫn đang che giấu sự thật, hoặc không đủ khả năng nhận biết dấu hiệu của người ngoài hành tinh.